Việt Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Rất vui và hạnh phúc khi gặp lại mọi người trên kênh sách nói. Hôm nay Việt Dũng tiếp tục gửi tới quý khán giả và các bạn cuốn sách của tác giả Nevin Goddard có tựa đề Cảm xúc là bí mật. Cảm xúc là bí mật. Tác giả Nevin Goddard. Người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Các cuốn sách và bài giảng của Nevin Goddard cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để biến đổi cuộc sống bằng cách sử dụng trí tưởng tượng và tạo ra thực tế của riêng bạn. Ngay lúc này, bạn đang vẽ vào thế giới mà bây giờ bạn đang ý thức được. Nếu bạn không hài lòng với biểu hiện hiện tại của mình trong cuộc sống, cách duy nhất để thay đổi nó là bạn phải rời mắt khỏi thực tại và vươn lên ý thức về điều bạn mong muốn. Con người giải quyết được bí ẩn của tưởng tượng, khi đó họ sẽ khám phá ra bí mật của kết quả. Nó là tưởng tượng tạo ra hiện thực. Con người nhận thức được những gì họ đang tưởng tượng và họ biết những gì họ đang tạo ra. Ngày càng nhận ra rằng kịch tính của cuộc sống là tưởng tượng, không phải là vật chất. Trí tưởng tượng được đánh thức, hoạt động có mục đích. Nó tạo ra và gìn giữ những điều mong muốn, trong khi nó biến đổi hoặc phá hủy những điều mà chúng ta không mong muốn. Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới của trí tưởng tượng, và con người thông qua các hoạt động tưởng tượng của mình tạo ra các thực tại và các hoàn cảnh của cuộc sống. Điều này con người có thể làm dù cố ý hoặc vô tình. Tất cả con người đều sở hữu sức mạnh để tạo ra thực tại, nhưng sức mạnh này sẽ ngủ yên khi không được thực hiện một cách có ý thức. Con người sống trong chính trái tim của tạo hóa, đó là trí tưởng tượng, nhưng không ai có thể khôn ngoan hơn những gì diễn ra trong đó. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy bí mật để tạo ra cuộc sống chính xác theo cách bạn muốn, bằng cách sử dụng trí tưởng tượng của chính mình. Quý thính giả và các bạn thân mến, cuốn sách Cảm xúc là bí mật của tác giả Nevin Goddard gồm có 4 chương. Để tiện cho việc theo dõi, sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua về phần mục lục. Lời tựa. Chương 1: Quy luật và sự vận hành. Chương 2: Giấc ngủ. Chương 3: Cầu nguyện. Chương 4: Tinh thần và cảm xúc. Sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên. Lời tựa. Cuốn sách này liên quan đến nghệ thuật hiện thực hóa mong muốn của bạn. Nó cung cấp cho bạn cơ chế được sử dụng trong quá trình tạo dựng thế giới hữu hình. Đó là một cuốn sách nhỏ nhưng không hề nhẹ. Có một kho báu bên trong bạn, một con đường được xác định rõ ràng để hiện thực hóa ước mơ. Nếu bạn có thể thuyết phục người khác bằng các lập luận hợp lý và các trường hợp chi tiết, cuốn sách này thực tế sẽ mang ý nghĩa gấp nhiều lần kích thước của nó. Tuy nhiên, hiếm khi có thể làm được như vậy bằng các tuyên bố hoặc lập luận bằng văn bản, vì đối với các kết luận này, dường như luôn có lý khi nói rằng tác giả không trung thực hoặc lừa dối, và do đó bằng chứng của ông đã bị vấy bẩn. Do đó tôi đã cố ý bỏ qua tất cả các lập luận và minh chứng rõ ràng, và chỉ đơn giản là yêu cầu người đọc cởi mở thực hành quy luật của ý thức như được tiết lộ trong cuốn sách này. Thành công của cá nhân sẽ thuyết phục hơn nhiều so với tất cả những cuốn sách có thể viết về chủ đề này. Nevin Goddard. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 1: Quy luật và sự vận hành. Thế giới và tất cả bên trong nó là ý thức có điều kiện của con người được khách thể hóa. Ý thức là nguyên nhân cũng như là vật chất của toàn bộ thế giới. Vì vậy, ý thức thể hiện rằng chúng ta phải quay lại nếu chúng ta muốn khám phá ra bí mật của sự sáng tạo. Kiến thức về quy luật ý thức và phương pháp vận hành quy luật này sẽ giúp bạn đạt được tất cả những gì bạn mong muốn trong cuộc sống. Được trang bị kiến thức về quy luật này, bạn có thể xây dựng và duy trì một thế giới lý tưởng. Ý thức là thực tại duy nhất, không theo nghĩa bóng mà là thực tế. Thực tế này có thể được ví như một dòng suối
được chia thành hai phần, ý thức và tiềm thức. Để vận hành quy luật có ý thức một cách thông minh, cần hiểu rõ mối quan hệ giữa ý thức và tiềm thức. Ý thức là cá nhân và chọn lọc, tiềm thức là không cá nhân và không chọn lọc. Ý thức là lĩnh vực của hiệu quả, tiềm thức là lĩnh vực của nguyên nhân. Hai khía cạnh này là sự phân chia ý thức và tiềm thức, giống như nam giới và phụ nữ. Ý thức là nam giới, tiềm thức là phụ nữ. Ý thức tạo ra ý tưởng và gây ấn tượng trong tiềm thức. Tiềm thức tiếp nhận các ý tưởng và đưa ra hình thức, biểu hiện cho chúng. Theo quy luật này, đầu tiên hình thành một ý tưởng và sau đó gây ấn tượng với ý tưởng được hình thành trong tiềm thức. Tất cả mọi thứ đều phát triển từ ý thức, và không có trình tự này, không có bất cứ thứ gì được tạo ra. Ý thức gây ấn tượng với tiềm thức, trong khi tiềm thức thể hiện tất cả những gì ấn tượng về nó. Tiềm thức không bắt nguồn từ ý tưởng, mà nó chấp nhận những ý tưởng từ tâm trí ý thức cảm thấy là đúng và theo cách mà chỉ bản thân nó biết. Nó không phản đối những ý tưởng đã được chấp nhận. Do đó, thông qua khả năng tưởng tượng và cảm nhận, cùng với quyền tự do lựa chọn ý tưởng mà mình sẽ thỏa mãn, con người có quyền kiểm soát sự sáng tạo. Kiểm soát tiềm thức được thực hiện thông qua kiểm soát ý tưởng và cảm xúc của bạn. Cơ chế của tạo hóa ẩn sâu trong tiềm thức. Khía cạnh phụ nữ hay còn gọi là cái nôi của tạo hóa. Tiềm thức vượt lên trên lý trí và không phụ thuộc vào cảm xúc. Nó coi cảm xúc như một thực tế tồn tại bên trong chính nó, và trên giả định này tiến hành biểu hiện một cách chân thực. Quá trình sáng tạo bắt đầu với một ý tưởng, và chu kỳ của nó chạy theo ý tưởng đó như một cảm giác và kết thúc bằng một hành động. Ý tưởng được ấn tượng trong tiềm thức thông qua phương tiện cảm xúc. Không có ý tưởng nào có thể được ấn tượng trong tiềm thức cho đến khi nó được cảm nhận. Nhưng một khi được cảm nhận, dù tốt, xấu thì nó phải được thể hiện. Cảm xúc là phương tiện duy nhất mà thông qua đó ý tưởng được truyền tải vào tiềm thức. Vì vậy, con người không kiểm soát được cảm giác của mình có thể dễ dàng gây ấn tượng với tiềm thức bằng những trạng thái không mong muốn. Kiểm soát cảm xúc không có nghĩa là kiềm chế hoặc đè nén cảm giác, mà là kỷ luật bản thân để tưởng tượng và thỏa mãn những cảm giác như vậy, góp phần vào hạnh phúc của bạn. Kiểm soát cảm xúc của bạn là tất cả những gì quan trọng để có một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. Không bao giờ thỏa mãn với cảm giác không mong muốn, cũng như không được thông cảm về sự sai trái dưới bất kỳ hình thức nào. Đừng chăm chăm vào sự không hoàn hảo của bản thân hoặc của người khác. Làm như vậy là gây ấn tượng với tiềm thức bằng những hạn chế tiêu cực. Những gì bạn không muốn làm, đừng cảm thấy rằng nó đã được thực hiện cho bạn hay người khác. Đây là toàn bộ quy luật của một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Mọi cảm xúc đều tạo ấn tượng trong tiềm thức, và trừ khi nó bị thay thế bởi một cảm giác trái ngược mạnh mẽ hơn được thể hiện. Chi phối của hai cảm giác là một trong những biểu hiện. Tôi khỏe mạnh là một cảm giác mạnh mẽ hơn là tôi sẽ khỏe mạnh. Để cảm thấy tôi sẽ là, thú nhận rằng tôi chưa hoặc tôi không. Tôi mạnh mẽ sẽ hơn là tôi không. Những gì bạn cảm thấy mình luôn thống trị và muốn trở thành. Do đó, để trở thành hiện thực, ước muốn phải được cảm nhận như một trạng thái đúng đắn hơn là một trạng thái không rõ ràng. Cảm xúc có trước biểu hiện và là nền tảng mà mọi biểu hiện nằm trên đó. Hãy cẩn thận với tâm trạng và cảm xúc của bạn, vì có một mối liên hệ liền mạch giữa cảm xúc và thế giới hữu hình của bạn. Cơ thể của bạn là một bộ chọn lọc cảm xúc và mang dấu ấn không thể nhầm lẫn của những cảm xúc phổ biến. Rối loạn cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc bị đè nén, là nguyên nhân của mọi bệnh tật. Cảm thấy mãnh liệt về một điều sai trái mà không nói lên hoặc thể hiện cảm xúc đó là khởi đầu của bệnh tật. Bệnh tật ở cả cơ thể và tinh thần. Đừng tạo ra cảm giác tội lỗi, hối tiếc hoặc thất bại vì sự thất vọng hoặc tách rời khỏi kết quả khách quan là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Chỉ suy nghĩ cảm tính về trạng thái mà bạn mong muốn nhận ra, cảm nhận thực tế của điều bạn đang tìm kiếm và sống, hành động theo niềm tin. Đó là cách mà điều kỳ diệu xảy đến với bạn. Tất cả những thay đổi của biểu hiện đều được thực hiện thông qua sự thay đổi của cảm xúc. Thay đổi cảm xúc là thay đổi vận mệnh. Tất cả sự sáng tạo xảy ra trong tiềm thức. Vì vậy, những gì bạn phải có được là sự kiểm soát phản chiếu hoạt động của tiềm thức.
tức là kiểm soát những ý tưởng và cảm xúc của bạn. Cơ hội hay thất bại, không chịu trách nhiệm cho những điều xảy ra với bạn, cũng không phải số phận đã định sẵn là nguyên nhân của vận may hay vận rủi của bạn. Những ấn tượng trong tiềm thức xác định các điều kiện thế giới của bạn. Tiềm thức không có tính chọn lọc, nó không mang tính cá nhân và không có sự tôn trọng con người. Fierre bèn mở miệng nói rằng, quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai. Sách Công vụ các sứ đồ, chương 10, mục 34. Hoặc, vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Sách Roma, chương 2, mục 11. Tiềm thức không quan tâm đến sự thật hay giả của cảm xúc, nó luôn chấp nhận điều mà bạn cảm thấy là đúng. Cảm xúc là sự đồng ý của tiềm thức đối với sự thật của điều được tuyên bố là đúng. Bởi vì thuộc tính này của tiềm thức không có gì là không thể đối với con người. Bất cứ điều gì tâm trí của con người có thể quan niệm và cảm nhận là đúng, tiềm thức có thể khách quan hóa nó. Cảm xúc của bạn tạo ra khuôn mẫu, mà từ đó thế giới là khuôn mẫu, và sự thay đổi cảm xúc là sự thay đổi khuôn mẫu. Tiềm thức luôn thể hiện những gì đã được ấn tượng về nó. Thời điểm nó nhận được mệnh lệnh, nó bắt đầu tìm ra các cách thể hiện của nó. Nó chấp nhận cảm xúc mà nó ấn tượng. Cảm xúc của bạn như một thực tế tồn tại bên trong chính nó, và ngay lập tức sắp xếp tạo ra trong thế giới bên ngoài hoặc khách quan cái giống chính xác của cảm giác đó. Tiềm thức không bao giờ làm thay đổi những niềm tin được chấp nhận của con người. Nó hình dung chúng đến từng chi tiết cuối cùng, cho dù chúng có lợi hay không. Để gây ấn tượng với tiềm thức bằng trạng thái mong muốn, bạn phải cho rằng cảm giác đó sẽ là của bạn nếu bạn đã nhận ra mong muốn của mình. Khi xác định mục tiêu của mình, bạn phải quan tâm đến chính mục tiêu đó. Cách thể hiện hoặc những khó khăn liên quan không được bạn xem xét. Suy nghĩ cảm tính về bất kỳ trạng thái nào sẽ gây ấn tượng cho nó trong tiềm thức. Do đó, nếu bạn cứ vướng vào những khó khăn, rào cản hoặc trì hoãn, tiềm thức theo bản chất không chọn lọc của nó sẽ chấp nhận cảm giác khó khăn và trở ngại theo yêu cầu của bạn và tiến hành đưa chúng hiện hữu trong thế giới bên ngoài. Tiềm thức là cái nôi của tạo hóa. Nó nhận được ý tưởng từ chính nó thông qua cảm xúc của con người. Nó không bao giờ thay đổi ý tưởng đã nhận được, nhưng luôn tạo cho nó hình thức. Do đó, tiềm thức hình dung ra ý tưởng bằng hình ảnh và cảm xúc giống như cảm giác nhận được. Cảm thấy trạng thái vô vọng hoặc không thể là gây ấn tượng với tiềm thức bằng ý tưởng thất bại. Mặc dù tiềm thức trung thành phục vụ con người, nhưng không được suy ra rằng mối quan hệ của người hầu với chủ nhân giống như người xưa quan niệm. Các nhà tiên tri cổ đại gọi nó là nô lệ và tôi tớ của con người, như Phao-lô đã nhân cách hóa nó là một người phụ nữ và nói: ấy vậy, như hội thánh phục dưới đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Sách Ê-phê-sô, chương 5, mục 24. Đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em, họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Sách Cô-rinh-tô, quyển 1, chương 14, mục 34. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Sách Ê-phê-sô, chương 5, mục 22. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Sách Cô-lô-se, chương 3, mục 18. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo. Sách Fierre, quyển 1, chương 3, mục 1. Tiềm thức phục vụ con người và trung thành cung cấp hình thức cho cảm xúc của họ. Tuy nhiên, tiềm thức có một sự phản ứng rõ rệt đối với sự ép buộc và nhạy cảm với sự thuyết phục hơn là ra lệnh. Do đó, nó giống người vợ yêu hơn là người hầu. Vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Sách Ê-phê-sô, chương 5, mục 23. Có thể không đúng với người nam giới và người phụ nữ trong mối quan hệ trần thế của họ, nhưng nó đúng với khía cạnh ý thức và tiềm thức, hoặc khía cạnh nam giới và phụ nữ của ý thức. Bí ẩn mà Phao-lô đề cập đến khi viết: sự mầu nhiệm ấy là lớn,
Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 32. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 28. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sách Ê-phê-sô chương 5 mục 31. Chỉ đơn giản là bí ẩn của ý thức. Ý thức thực sự là một và không bị phân chia, nhưng vì lợi ích của tạo hóa, nó dường như được chia thành hai. Khía cạnh ý thức, khách quan hay nam giới, thực sự là người đứng đầu và chi phối tiềm thức, tức là chủ quan, hoặc khía cạnh nữ giới. Tuy nhiên, sự lãnh đạo này không phải của một bạo chúa mà là của một người tình. Vì vậy, bằng cách giả định cảm giác đó là của bạn, khi bạn đã sở hữu mục tiêu của mình, tiềm thức sẽ được chuyển sang xây dựng, giống hệt như giả định của bạn. Mong muốn của bạn không được chấp nhận trong tiềm thức cho đến khi bạn giả định cảm giác là thực tế của chúng. Vì chỉ thông qua cảm xúc, một ý tưởng mới được chấp nhận trong tiềm thức, và chỉ thông qua sự chấp nhận tiềm thức này, nó mới được thể hiện. Việc mô tả cảm xúc của bạn với các sự kiện trên thế giới sẽ dễ dàng hơn là thừa nhận rằng các điều kiện của thế giới phản ánh cảm xúc của bạn. Tuy nhiên, điều vĩnh viễn đúng là bên ngoài phản chiếu bên trong. Bên trong ra sao, bên ngoài như vậy. Trên sao dưới vậy, dưới sao trên vậy. Nguyên tắc thứ hai trong 7 nguyên tắc của Hermes. Răng trả lời rằng, ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Sách Răng chương 3 mục 27. Và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Sách Luca chương 17 mục 21. Không có gì đến từ bên ngoài, tất cả mọi thứ đều đến từ bên trong, từ tiềm thức. Bạn không thể nhìn thấy gì khác ngoài cảm nhận của ý thức bạn. Thế giới của bạn trong từng chi tiết của nó là ý thức của bạn được khách thể hóa. Trạng thái khách quan làm chứng cho những ấn tượng của tiềm thức. Một sự thay đổi về số lần hiển thị sẽ dẫn đến sự thay đổi của giá trị. Tiềm thức chấp nhận điều mà bạn cảm thấy là đúng. Và bởi vì sự sáng tạo là kết quả của những ấn tượng tiềm thức, bằng cảm giác của mình xác định sự sáng tạo, bạn đã là điều bạn muốn trở thành. Và việc bạn từ chối tin rằng đây là lý do duy nhất khiến bạn không nhìn thấy điều đó. Tìm kiếm bên ngoài là tìm kiếm vô ích, vì chúng ta không bao giờ tìm thấy điều mà chúng ta muốn. Chúng ta chỉ tìm thấy cái mà chúng ta đang có. Nói tóm lại, bạn thể hiện và chỉ có cái mà bạn ý thức được về sự tồn tại hoặc sở hữu. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew chương 13 mục 12. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew chương 25 mục 29. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Sách Mark chương 4 mục 25. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Sách Luca chương 8 mục 18. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Sách Luca chương 19 mục 26. Từ chối bằng chứng của các giác quan và chiếm hữu cảm giác về ước muốn được hoàn thành là cách để hiện thực hóa ước muốn của mình. Làm chủ được việc tự kiểm soát những suy nghĩ và cảm xúc của mình là thành tựu cao nhất của bạn. Tuy nhiên, cho đến khi đạt được sự tự chủ hoàn hảo, để dù có vẻ bề ngoài, bạn vẫn cảm nhận được tất cả những gì bạn muốn. Hãy sử dụng giấc ngủ và lời cầu nguyện để giúp bạn nhận ra trạng thái mong muốn của mình. Đây là hai lối đi vào tiềm thức. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của
Chương 2. Giấc ngủ. Giấc ngủ trong cuộc sống chiếm 1/3 thời gian chúng ta ở trên trái đất, là cánh cửa tự nhiên đi vào tiềm thức. Vì vậy, đó là với giấc ngủ mà chúng ta đang quan tâm. 2/3 ý thức của cuộc đời chúng ta trên trái đất được đo bằng mức độ chú ý mà chúng ta dành cho giấc ngủ. Sự hiểu biết và niềm vui của chúng ta về những gì mà giấc ngủ mang lại sẽ khiến chúng ta đêm này qua đêm khác bắt đầu thực hiện nó như thể chúng ta đang giữ một cuộc hẹn với người yêu vậy. Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình, bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ. Sách Gióp chương 33, mục 15-16. Đó là trong giấc ngủ và trong lời cầu nguyện, trạng thái giống như đang ngủ, con người đi vào tiềm thức để tạo ấn tượng và nhận được chỉ dẫn. Trong những trạng thái này, ý thức và tiềm thức được kết hợp một cách sáng tạo. Nam giới và phụ nữ trở thành một. Ngủ là thời gian nam giới hoặc tâm trí có ý thức quay từ thế giới của các giác quan để tìm kiếm người yêu hoặc tiềm thức của mình. Tiềm thức không giống như người phụ nữ trên thế giới lấy chồng để thay đổi, không có mong muốn thay đổi trạng thái ý thức, nhưng hãy yêu nó như nó vốn có và tái tạo trung thực sự giống của nó trong thế giới bên ngoài của hình thức. Các điều kiện và sự kiện trong cuộc sống của bạn là con cái của bạn được hình thành từ những khuôn mẫu về những ấn tượng tiềm thức của bạn trong giấc ngủ. Chúng được tạo ra theo hình ảnh và giống với cảm giác sâu thẳm nhất của bạn, và chúng có thể tiết lộ cho chính bạn. Nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời. Sách Matthew chương 6, mục 10. Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói, lạy cha, danh cha được thánh, nước cha được đến. Sách Luca chương 11, mục 2. Như trong tiềm thức, trên trái đất cũng vậy. Bất cứ điều gì bạn có trong ý thức khi đi ngủ là thước đo biểu hiện của bạn khi thức dậy 2/3 cuộc đời trên trái đất. Không có gì ngăn cản bạn nhận ra mục tiêu của mình, giúp bạn không cảm thấy rằng bạn đã là thứ bạn muốn trở thành, hoặc bạn đã sở hữu thứ mà bạn đang tìm kiếm. Tiềm thức của bạn chỉ hình thành mong muốn khi bạn cảm thấy ước muốn của mình được thực hiện. Vô thức khi ngủ là trạng thái bình thường của tiềm thức, bởi vì tất cả mọi thứ đều đến từ bên trong bản thân bạn, và quan niệm của bạn về bản thân sẽ quyết định điều gì đến. Bạn nên luôn cảm thấy ước nguyện được hoàn thành trước khi đi ngủ. Bạn không bao giờ rút ra được từ sâu thẳm của bản thân những gì bạn muốn. Bạn luôn vẽ ra rằng bạn là ai và bạn là điều mà bạn cảm thấy là chính mình, cũng như những gì bạn cảm thấy là đúng với người khác. Vì vậy, để được thực hiện, ước muốn phải được giải quyết thành cảm giác đang tồn tại, hoặc có, hoặc chứng kiến trạng thái được tìm kiếm. Điều này được thực hiện bằng cách giả sử cảm giác điều ước được hoàn thành. Cảm giác đáp lại câu hỏi, tôi sẽ cảm thấy thế nào khi điều ước của tôi được thực hiện? Là cảm giác chiếm lĩnh và cố định sự chú ý của bạn khi bạn thư giãn vào giấc ngủ. Bạn phải có ý thức về sự tồn tại, hoặc có cái mà bạn muốn có, hoặc có trước khi bạn đi ngủ. Một khi đã ngủ, con người không có quyền tự do lựa chọn. Toàn bộ giấc ngủ của họ bị chi phối bởi khái niệm thức dậy cuối cùng về bản thân. Do đó nó dẫn đến việc họ phải luôn luôn có cảm giác thành công và hài lòng trước khi chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Sách Thi Thiên chương 25, mục 2. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, há cảm tạ Ngài, chúc tụng danh Ngài. Sách Thi Thiên chương 100, mục 4. Tâm trạng trước khi ngủ xác định trạng thái ý thức của bạn khi bạn bước vào sự hiện diện của người yêu vĩnh cửu, đó là tiềm thức. Cố nhìn bạn chính xác như bạn cảm thấy là chính mình. Nếu khi chuẩn bị cho giấc ngủ, bạn giả định và duy trì ý thức thành công bằng cách cảm thấy, tôi thành công, bạn phải thành công. Hãy nằm ngửa, đầu ngang với cơ thể, cảm thấy như thể bạn là bạn sở hữu mong muốn và lặng lẽ thư giãn vào vô thức. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ. Sách Thi Thiên chương 121, mục 4.
Tuy nhiên, uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ, Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ ngài yêu mến bằng vậy. Sách Thi Thiên chương 127 mục 2. Tiềm thức không bao giờ ngủ, giấc ngủ là cánh cửa mà qua đó tâm trí ý thức đi qua để kết hợp với tiềm thức một cách sáng tạo. Giấc ngủ lưu giữ hành động sáng tạo, trong khi thế giới khách quan tiết lộ điều đó. Trong giấc ngủ, con người gây ấn tượng với tiềm thức bằng quan niệm về bản thân. Còn lời miêu tả đẹp đẽ nào về sự lãng mạn của ý thức và tiềm thức này hơn điều được kể trong bài ca của Salomon? Ban đêm tại trên giường mình, tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu, tôi tìm kiếm người mà không gặp. Bài ca của Salomon chương 3 mục 1. Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa thì gặp người mà lòng tôi yêu mến, bèn nắm lấy người, không khứng buông ra cho đến khi đưa người về nhà mẹ tôi, vào phòng của người đã thai dựng tôi. Bài ca của Salomon chương 3 mục 4. Chuẩn bị đi ngủ, bạn cảm thấy mình rơi vào trạng thái của mong muốn đã được đáp ứng và sau đó thả lỏng vào vô thức. Mong ước đã thành hiện thực của bạn chính là người mà bạn tìm kiếm. Vào ban đêm, trên giường của bạn, bạn tìm kiếm cảm giác điều ước được hoàn thành mà bạn có thể mang nó theo vào căn phòng của cô ấy và nó đã kết tinh. Vào giấc ngủ hoặc tiềm thức đã hình thành nên bạn rằng điều ước này cũng có thể được thể hiện. Đây là cách để khám phá và dẫn dắt những mong muốn của bạn vào tiềm thức. Cảm thấy bản thân đang ở trong trạng thái mong ước đã hiện thực hóa và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Đêm này qua đêm khác, bạn nên cho rằng cảm giác hiện hữu nó chứng kiến những gì bạn tìm kiếm, sở hữu và nhìn thấy được thể hiện. Đừng bao giờ đi ngủ với cảm giác chán nản hoặc không hài lòng. Đừng bao giờ ngủ quên trong ý thức về sự thất bại. Tiềm thức của bạn có trạng thái tự nhiên là ngủ, xem bạn như bạn tin tưởng vào bản thân mình, và cho dù đó là tốt hay xấu, tiềm thức sẽ thể hiện niềm tin của bạn một cách trung thực. Khi bạn cảm thấy như vậy, bạn gây ấn tượng với cô ấy, và cô ấy, người tình hoàn hảo, đã hình thành nên những ấn tượng này và hình dung chúng như những đứa con của cô ấy yêu thương. Hỡi bạn ta, mình vốn xinh đẹp mọi bề, nơi mình chẳng có tì vít gì cả. Bài ca của Salomon chương 4 mục 7. Là thái độ của tâm trí phải chấp nhận trước khi đi ngủ, bỏ qua vẻ bề ngoài và cảm thấy rằng mọi việc như bạn mong muốn. Vì ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Sách Roma chương 4 mục 17. Giả sử cảm giác hài lòng là gọi các điều kiện hiện hữu sẽ phản ánh sự hài lòng, biểu hiện theo sau, không báo trước. Bằng chứng là bạn đang tuân theo ý thức rằng bạn là, nó sẽ luôn đi trước. Giấc mơ của bạn hình thành khi bạn giả định cảm giác thực tế của chúng. Đừng giới hạn bản thân trong quá khứ. Biết rằng không có gì là không thể nhận thức được. Hãy bắt đầu tưởng tượng những trạng thái ngoài những trải nghiệm trong quá khứ. Bất cứ điều gì tâm trí của con người có thể tưởng tượng, con người có thể nhận ra. Tất cả các trạng thái khách quan, hữu hình đều xuất phát đầu tiên là trạng thái chủ quan, vô hình. Và bạn gọi trạng thái hữu hình bằng cách giả định cảm giác về thực tại của chúng. Quá trình sáng tạo đầu tiên là tưởng tượng và sau đó tin vào trạng thái tưởng tượng. Hãy luôn tưởng tượng và mong đợi những điều tốt đẹp nhất. Thế giới không thể thay đổi cho đến khi bạn thay đổi quan niệm của mình về nó. Như bên trong, bên ngoài cũng vậy. Quốc gia cũng như con người chỉ là những gì bạn tin rằng họ là. Bất kể vấn đề là gì, bất kể nó ở đâu, bất kể nó liên quan đến ai, bạn không có ai để thay đổi ngoài chính bạn. Và bạn cũng không có đối thủ hay người trợ giúp trong việc mang lại sự thay đổi trong chính bạn. Bạn không thể làm gì khác ngoài việc thuyết phục bản thân về sự thật mà bạn mong muốn được chứng kiến. Ngay sau khi bạn thành công trong việc thuyết phục bản thân về thực tế của trạng thái đang tìm kiếm, kết quả sẽ tiếp tục khẳng định niềm tin cố định của bạn. Bạn không bao giờ gợi ý cho người khác trạng thái mà bạn mong muốn được nhìn thấy họ thể hiện. Thay vào đó, bạn thuyết phục bản thân rằng anh ấy hay cô ấy đã là những gì bạn mong muốn anh ấy hay cô ấy trở thành. Việc hiện thực hóa ước muốn của bạn
được hoàn thành bằng cách giả sử rằng điều ước đã được hoàn thành. Bạn không thể thất bại trừ khi bạn không thuyết phục được bản thân về sự thực ước muốn của bạn. Sự thay đổi niềm tin được xác nhận bằng sự thay đổi cách diễn đạt. Mỗi đêm khi bạn chìm vào giấc ngủ, cảm thấy thỏa mãn và thanh thản, vui vẻ, thì người tình chủ quan của bạn luôn hình thành thế giới khách quan dưới hình ảnh và sự giống như quan niệm của bạn về nó. Quan niệm do cảm xúc của bạn xác định. Việc thức dậy 2/3 cuộc đời của bạn trên trái đất từng minh chứng cho những ấn tượng của tiềm thức. Các hành động và sự kiện trong ngày là phản ứng, chúng không phải là nguyên nhân. Ý chí tự do chỉ là tự do lựa chọn. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Sách Giô-suê chương 24 mục 15. Là quyền tự do của bạn để chọn loại tâm trạng mà bạn cho là. Nhưng biểu hiện của tâm trạng là bí mật của tiềm thức. Tiềm thức chỉ nhận được ấn tượng thông qua những cảm giác của con người và theo một cách mà bản thân nó được biết đến, mang lại cho bạn những ấn tượng này, hình thức và biểu hiện. Hành động của con người được xác định bởi những ấn tượng tiềm thức của anh ta. Ảo tưởng của anh ta về ý chí tự do, niềm tin của anh ta vào tự do hành động chỉ là sự thiếu hiểu biết về những nguyên nhân khiến anh ta hành động. Anh ta cho rằng mình tự do bởi vì anh ta đã quên mất mối liên hệ giữa bản thân và sự kiện. Con người tỉnh táo bị bắt buộc phải thể hiện những ấn tượng tiềm thức của mình. Nếu trong quá khứ anh ấy không cố ý gây ấn tượng với bản thân, thì hãy để anh ấy bắt đầu thay đổi suy nghĩ và cảm nhận của mình. Chỉ khi anh ấy làm như vậy thì anh ấy mới thay đổi thế giới của mình. Đừng lãng phí một giây phút nào để hối tiếc, vì nghĩ một cách cảm tính về những sai lầm của quá khứ là để hoàn thiện lại bản thân. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy theo ta để kẻ chết chôn kẻ chết. Sách Ma-thiêu chương 8 mục 22. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi giao giảng nước Đức Chúa Trời. Sách Luca chương 9 mục 60. Quay lại từ vẻ bề ngoài và cho rằng cảm giác sẽ là của bạn. Bạn đã là người bạn muốn trở thành. Cảm thấy một trạng thái tạo ra trạng thái đó. Phần bạn chơi trên sân khấu của thế giới được quyết định bởi quan niệm của bạn về bản thân. Bằng cách cảm thấy mong ước của mình được hoàn thành và yên lặng thư giãn vào giấc ngủ, bạn sẽ đóng một vai trò ngôi sao trên trái đất và ngày mai. Và trong khi giấc ngủ, bạn được diễn tập, hướng dẫn về phần của mình. Việc chấp nhận kết thúc tự động sẽ có phương tiện hiện thực hóa. Đừng nhầm lẫn về điều này. Nếu khi chuẩn bị cho giấc ngủ, bạn không có ý thức cảm thấy mình rơi vào trạng thái của điều ước đã được đáp lại, thì bạn sẽ mang theo vào buồng của người đã thụ thai cho bạn tổng số các phản ứng và cảm giác của ngày thức dậy. Và trong khi ngủ, bạn sẽ được hướng dẫn theo cách mà chúng ta sẽ được thể hiện vào ngày mai. Bạn sẽ tin rằng bạn là một tác nhân tự do mà không nhận ra rằng mọi hành động và sự kiện trong ngày đều được định sẵn bởi khái niệm về bản thân của bạn khi bạn chìm vào giấc ngủ. Do đó, quyền tự do duy nhất của bạn là quyền tự do phản ứng. Bạn có thể tự do lựa chọn cách bạn cảm thấy và phản ứng với bộ phim trong ngày. Nhưng bộ phim, các hành động, sự kiện và hoàn cảnh trong ngày đã được xác định. Trừ khi bạn xác định một cách có ý thức và có chủ đích thái độ của tâm trí mà bạn đi vào giấc ngủ, bạn sẽ đi ngủ một cách vô thức trong thái độ tổng hợp của tâm trí được tạo thành từ mọi cảm giác và phản ứng trong ngày. Mọi phản ứng đều tạo ấn tượng trong tiềm thức, và trừ khi bị phản ứng bởi một cảm giác ngược lại và chi phối hơn là nguyên nhân của hành động trong tương lai. Ý tưởng được bao bọc trong cảm giác là những hành động sáng tạo. Sử dụng quyền thiêng liêng của bạn một cách khôn ngoan thông qua khả năng suy nghĩ và cảm nhận của mình. Bạn có quyền thống trị mọi tạo vật. Trong khi tỉnh thức, bạn là người làm vườn đang chọn hạt giống cho khu vườn của mình. Nhưng quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Sách Răng chương 12 mục 24. Quan niệm của bạn về bản thân khi bạn chìm vào giấc ngủ
là hạt giống bạn gieo vào mảnh đất tiềm thức. Việc chìm vào giấc ngủ để cảm thấy hài lòng và hạnh phúc buộc các điều kiện và sự kiện xuất hiện trong thế giới của bạn. Những điều kiện xác nhận những thái độ này của tâm trí. Giấc ngủ là cánh cửa vào thiên đường. Những gì bạn liên tiếp nhận là cảm xúc bạn mang lại như một điều kiện, hành động hoặc đối tượng trong không gian. Vì vậy, hãy ngủ trong cảm giác điều ước được hoàn thành. Như trong ý thức, trên trái đất cũng vậy. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3, cầu nguyện. Cầu nguyện giống như giấc ngủ cũng là một lối vào tiềm thức. Sau khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Sách Matthew chương 6, mục 6. Cầu nguyện là một ảo ảnh về giấc ngủ, làm giảm ấn tượng về thế giới bên ngoài và khiến tâm trí dễ tiếp thu những gợi ý từ bên trong hơn. Tâm trí khi cầu nguyện ở trong trạng thái thư giãn và dễ tiếp thu, giống như cảm giác đạt được ngay trước khi chìm vào giấc ngủ. Cầu nguyện không phải là điều bạn yêu cầu quá nhiều, mà là cách bạn chuẩn bị cho việc đón nhận nó. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mác chương 11 mục 24. Điều kiện duy nhất được yêu cầu là bạn tin rằng lời cầu nguyện của bạn đã thành hiện thực. Lời cầu nguyện phải được đáp lại nếu bạn cho rằng cảm xúc sẽ là của bạn khi bạn đã sở hữu mục tiêu của mình. Thời điểm bạn chấp nhận điều ước như một sự thật đã hoàn thành, tiềm thức sẽ tìm thấy phương tiện để hiện thực hóa điều đó. Khi đó, để cầu nguyện thành công, bạn phải hình dung điều ước, tức là cảm thấy điều ước được hoàn thành. Người đàn ông có kỷ luật hoàn hảo luôn hòa hợp với mong muốn như một sự thật đã hoàn thành. Anh ta biết rằng ý thức là thực tại duy nhất, ý tưởng và cảm giác là những dữ kiện của ý thức và có thật như những vật thể trong không gian. Do đó, anh ta không bao giờ thỏa mãn một cảm xúc mà không góp phần vào hạnh phúc của anh ta. Vì cảm xúc là nguyên nhân của các hành động và hoàn cảnh của cuộc đời con người. Mặt khác, người vô kỷ luật cảm thấy khó tin rằng điều đó bị các giác quan phủ nhận và thường chỉ chấp nhận hoặc bác bỏ sự xuất hiện của các giác quan. Vì khuynh hướng dựa vào bằng chứng của các giác quan cần phải dừng lại trước khi bắt đầu cầu nguyện hay trước khi cố gắng cảm nhận điều mà chúng phủ nhận. Bất cứ khi nào bạn ở trong trạng thái tâm trí "tôi nên thích nhưng tôi không thể", bạn càng cố gắng, bạn càng không thể đạt được mong muốn. Bạn không bao giờ thu hút những gì bạn muốn, nhưng luôn thu hút những gì bạn có ý thức. Cầu nguyện là nghệ thuật giả định cảm giác tồn tại và có được điều bạn muốn. Khi các giác quan xác nhận sự vắng mặt mong muốn của bạn, mọi nỗ lực có ý thức để chống lại gợi ý này đều vô ích và có xu hướng tăng cường gợi ý. Cầu nguyện là nghệ thuật phục tùng điều ước, chứ không phải ép buộc điều ước. Bất cứ khi nào cảm xúc mâu thuẫn với mong muốn của bạn, cảm xúc sẽ chiến thắng. Cảm xúc chi phối luôn thể hiện chính nó. Cầu nguyện không được nỗ lực. Khi cố gắng sửa chữa một thái độ của tâm trí bị các giác quan phủ nhận, nỗ lực sẽ rất nguy hiểm. Để đạt được điều ước thành công như một sự thật đã hoàn thành, bạn phải tạo ra một trạng thái thụ động, một dạng suy tư hoặc trầm tư tương tự như cảm giác trước khi ngủ. Trong trạng thái thoải mái như vậy, tâm trí được đưa ra khỏi thế giới khách quan và dễ dàng cảm nhận thực tế của một trạng thái chủ quan. Đó là trạng thái mà bạn có ý thức và hoàn toàn có thể nhận thức, nhưng không muốn làm như vậy. Một cách dễ dàng để tạo ra trạng thái thụ động này là thư giãn trên một chiếc ghế thoải mái hoặc trên giường. Nếu trên giường, hãy nằm ngửa, đầu ngang với cơ thể, nhắm mắt và tưởng tượng rằng bạn đang buồn ngủ. Cảm thấy tôi buồn ngủ, rất buồn ngủ, rất buồn ngủ. Trong một thời gian ngắn, một cảm giác xa vời kèm theo sự thất thường, chung chung và mất tất cả mong muốn di chuyển bao trùm lấy bạn. Bạn cảm thấy thoải mái, nghỉ ngơi thoải mái và không có xu hướng thay đổi vị trí của mình.
mặc dù trong những trường hợp khác bạn sẽ không thấy thoải mái chút nào. Khi đạt đến trạng thái thụ động này, hãy tưởng tượng rằng bạn đã thực hiện được ước muốn của mình. Không phải cách nó được thực hiện, mà chỉ đơn giản là điều ước được hoàn thành. Hãy tưởng tượng những gì bạn mong muốn đạt được trong cuộc sống dưới hình dạng hình ảnh, sau đó cảm thấy mình đã đạt được nó. Suy nghĩ tạo ra những chuyển động, lời nói nội tâm có thể được nghe thấy trong trạng thái thụ động của lời cầu nguyện như những lời tuyên bố. Tuy nhiên, mức độ thụ động này không cần thiết đối với việc bạn thực hiện những lời cầu nguyện. Tất cả những gì cần thiết là tạo ra trạng thái thụ động và cảm thấy điều ước được hoàn thành. Tất cả những gì bạn có thể cần hoặc mong muốn đã là của bạn. Bạn không cần người trợ giúp để đưa nó cho bạn. Nó là của bạn bây giờ. Hãy gọi mong muốn của bạn thành hiện thực bằng cách tưởng tượng và cảm thấy ước muốn của bạn được hoàn thành. Khi sự kết thúc được chấp nhận, bạn trở nên hoàn toàn thờ ơ với sự thất bại có thể xảy ra. Vì sự chấp nhận cuối cùng sẽ có nghĩa là để đạt được kết thúc đó. Khi bạn xuất hiện từ khoảnh khắc cầu nguyện, bạn như thể bạn đã được cho thấy kết thúc hạnh phúc và thành công của một vở kịch, mặc dù bạn không được cho biết kết thúc đó đã đạt được như thế nào. Tuy nhiên, khi chứng kiến sự kết thúc, bất kể trình tự ngược dòng nào, bạn vẫn bình tĩnh và an toàn, thì biết rằng sự kết thúc đã được xác định một cách hoàn hảo. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4, Tinh thần, Cảm xúc. Người đáp lại rằng đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-dô-ba-bên rằng ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Sách Sa-cha-ri, chương 4, mục 6. Hãy đạt được tinh thần ở trạng thái mong muốn bằng cách giả định rằng cảm giác sẽ là của bạn và bạn đã là người bạn muốn trở thành. Khi bạn nắm bắt được cảm giác của trạng thái đang tìm kiếm, bạn cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi nỗ lực để làm cho nó như vậy, vì nó bản chất đã là như vậy. Có một cảm xúc rõ ràng gắn liền với mọi ý tưởng trong tâm trí của con người. Ghi lại cảm giác liên quan đến ước muốn đã thành hiện thực của bạn bằng cách giả định cảm giác đó là của bạn khi bạn đã sở hữu thứ bạn mong muốn, và ước muốn của bạn sẽ hiện thực hóa. Đức tin là cảm xúc. Ngài bèn dở mắt hai ngươi mà phán rằng theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew, chương 9, mục 29. Bạn không bao giờ thu hút những gì bạn muốn, nhưng luôn luôn là những gì bạn đang có. Là một con người, anh ấy cũng thấy vậy. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew, chương 13, mục 12. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew, chương 25, mục 29. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Sách Mác, chương 4, mục 25. Vậy hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Sách Luca, chương 8, mục 18. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Sách Luca, chương 19, mục 26. Điều mà bạn cảm thấy bản thân là chính bạn và bạn được ban cho là chính mình. Vì vậy, hãy giả sử cảm giác đó sẽ là của bạn khi bạn đã sở hữu điều ước của mình và điều ước của bạn phải được hiện thực hóa. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Sách Sáng Thế Ký, chương 1, mục 27. Và lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng,
và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Jehovah Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên trái đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa, song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất. Sách Philip chương 2 mục 5 6. Bạn là điều mà bạn tin rằng chính mình là như vậy. Thay vì tin vào Chúa hoặc vào Chúa Giêsu, hãy tin bạn là Chúa hoặc bạn là Chúa Giêsu. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Sách Giăng chương 14 mục 12. Phải là kẻ nào tin như ta tin thì ta cũng sẽ làm theo. Chúa Giêsu thấy việc làm của Đức Chúa Trời không có gì lạ, vì Ngài tin chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ta với Cha ta là một. Sách Giăng chương 10 mục 30. Đó là điều tự nhiên khi làm công việc của một người mà bạn tin rằng chính mình là. Vì vậy, hãy sống trong cảm giác là người bạn muốn trở thành, và bạn sẽ là người như vậy. Khi một người tin vào giá trị của những lời khuyên được đưa ra và áp dụng nó, họ sẽ thiết lập cho mình thực tế thành công. Hy vọng độc giả đã thích đọc cuốn sách Cảm xúc là bí mật của Nevin Kodas. Hết. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, tinh thần, cảm xúc, và cũng đã khép lại toàn bộ nội dung gồm 4 chương của cuốn sách Cảm xúc là bí mật của tác giả Nevin Kodas. Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc toàn thể quý thính giả một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Xin tạm biệt và trân trọng cảm ơn.